Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chuyên nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Khi các anh chị khách hàng quyết định chọn một cái chiếc xe cho gia đình mình hoặc là cho công ty, thông thường thì các anh chị khách hàng sẽ đưa ra cái ngân sách cho cái chiếc xe mà mình mua ha. Ví dụ như là các anh chị muốn mua chiếc xe này ở tầm khoảng 3 tỷ đồng hoặc là 5 tỷ đồng hoặc là 7 tỷ đồng hoặc là trên 10 tỷ đồng thì các anh chị khách hàng thường là có một cái ngân sách, sau đó là đi tìm hiểu các hãng xe khác nhau để chọn cho mình một cái chiếc xe mà có thể nói là tối ưu hết tất cả mọi thứ ha. Nếu mà anh chị khách hàng chọn được một cái thương hiệu xe nào riêng thì cái quá là dễ rồi ha, mình chỉ việc vào đó và mua đúng cái chiếc xe đó thôi đó. Nhưng bên cạnh đó thì có rất là nhiều các anh chị khi mà đi mua xe thì sẽ so sánh, ví dụ như là các anh chị muốn mua một cái chiếc xe SUV 7 chỗ ha, ở cái ngân sách khoảng từ 5 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng thì bên Duy sẽ có là GLS 450 hoặc là các thương hiệu khác như là BMW X7 hoặc là những cái dòng xe khác nữa. Sau khi anh chị khách hàng đi xem, đi tìm hiểu kỹ rồi sau đó sẽ quyết định chọn cho mình một cái chiếc xe có thể nói là phù hợp nhất ha. Đó thì bên Duy cũng dạy các bạn, ngoài cạnh tranh về những cái thương hiệu giữa các đối thủ với nhau thì kể cả nội bộ bên Duy luôn các bạn cũng có sự cạnh tranh nội bộ. Có nghĩa là bên Duy có những cái dòng xe các bạn bán rất là chạy hàng đó, nhưng bên cạnh đó có những cái dòng xe thì bên Duy bán với số lượng thấp hơn. Ví dụ khi mà anh chị muốn mua một cái chiếc xe có tầm giá khoảng tầm 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi đó, thì bên Duy sẽ có là GLC 200 Formatic hoặc là GLB 200. Đó các bạn thấy ha, các bạn biết rồi là GLC chính là cái chiếc xe mà bên Duy bán được nhiều nhất, cũng như là các bạn sẽ đi ra ngoài đường thì các bạn sẽ thấy là GLC khắp ở mọi nơi. Nhưng bên cạnh đó thì GLB bên Duy bán số lượng ít hơn rất là nhiều, và thỉnh thoảng các bạn mới bắt gặp một cái chiếc xe GLB xuất hiện trên phố. Thực sự các bạn, các anh chị khách hàng mà mua những cái chiếc xe, các bạn thì nên đi mua, nếu mà chúng ta không có nhiều kiến thức các bạn thì các bạn có thể là để ý ha, nếu mà chiếc xe nào mà mọi người sử dụng nhiều nhất ha thì có thể nói là một cái chiếc xe mà tối ưu nhất đó, về tối ưu về giá cả, tối ưu về các trang thiết bị option ha, sự vận hành của chiếc xe cũng như là về cái bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành của cái chiếc xe nữa. Đó là những cái yếu tố ngoài cái giá xe, ngoài cái option, thì cái việc bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành đó của một chiếc xe cũng là một cái mà khách hàng quan tâm rất là nhiều. Bởi vì khi mà các anh chị khách hàng mua một cái chiếc xe các bạn, một cái chiếc xe mà chúng ta sử dụng không phải là vài tháng nữa mà chúng ta sẽ sử dụng vài năm, cho nên là việc mà nhà sản xuất ha, hoặc là đại lý đồng hành với người sử dụng xe trong suốt một cái quá trình sử dụng thì đó là một cái coi như là cũng rất là quan trọng ha. Đó thì về Mercedes-Benz thì các bạn biết rồi, Mercedes-Benz ngoài có nhà máy ở Việt Nam thì các đại lý hầu như là trải dài từ Bắc chí Nam luôn đó. Và không, và khi mà các anh chị khách hàng mà cần bảo dưỡng xe hoặc là bảo hành cho cái xe của mình các bạn thì có thể là không cần phải đặt lịch trước luôn, các anh chị có thể là mang vào showroom mà bên Duy, các bạn chỉ cần là mang sớm một chút xíu, đầu giờ sáng hoặc là đầu giờ chiều thôi là chúng ta có thể là lấy xe được ngay trong cái buổi đó luôn, nếu mà chúng ta chỉ bảo dưỡng coi như là thay nhớt hay là thay lọc nhớt, kiểm tra định kỳ thôi ha. Đó thì ví dụ một cái ví dụ khác nữa các bạn nha, ví dụ như là chiếc xe sedan ở tầm giá 5 tỷ 6 tỷ đồng thì bên Duy còn có là S450 Formatic hoặc là S450 Luxury Formatic. Đó thì hai cái chiếc xe đó cũng là hai cái chiếc xe mà có thể nói là một đối thủ coi như đáng gờm của các thương hiệu xe khác luôn các bạn, bởi vì là cái giá nó cạnh tranh hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì dòng xe S-Class chính là cái dòng xe mà có danh tiếng rất là lâu đời của Mercedes-Benz rồi, đó là những cái dòng xe gọi là chứ danh trên thế giới luôn các bạn. Đó hầu như là các nguyên thủ quốc gia khi mà chọn chiếc xe để mà đưa đón các nguyên thủ quốc gia hoặc là trong các hội nghị cao cấp bạn thì đều chọn xe S-Class để làm cả chiếc xe đưa đón. Đó, một cái chiếc xe mà nhìn cái dáng vẻ uy nghi ha, và rất là trang trọng của nó. Đó, bên cạnh đó thì cái xe mà Duy đang ngồi đây là chiếc xe Mercedes Benz G63 AMG với mức giá là hơn 12 tỷ đồng. Thì với một cái giá gọi như cực kỳ đắt như thế này luôn các bạn thì các anh chị khách hàng nghĩ là đây là một cái chiếc xe coi như là bán rất là ít. Đúng, thật sự đây là một cái chiếc xe bên Duy bán rất là ít luôn. Nhưng mà các anh chị khách hàng mà đã cầm một cái số tiền 12 tỷ đồng mà đi chọn những cái chiếc xe của những cái thương hiệu xe khác thì đảm bảo luôn các bạn sẽ không có một cái chiếc xe nào có một cái chất riêng cũng như là có một cái giá trị cảm xúc nhiều như là cái chiếc xe G63 AMG này ha, một chiếc xe quá là nổi tiếng trong thời gian gần đây rồi. Thực sự là các anh chị khách hàng nào mà một người sưu tập xe hoặc là một người đam mê về xe bạn thì hầu như là trong gara đều có cái chiếc xe G63 này ha. Các anh chị rất là nổi tiếng chơi xe ở Việt Nam, hầu như là anh chị nào cũng có cái chiếc xe G63 hết. Và một cái ví dụ nữa các bạn là cái chiếc xe
GLS ha. Chiếc xe GLS là một cái chiếc xe mà có thể nói là trong thời gian vừa qua có thể làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam luôn, cũng như là một cái chiếc xe gọi là bán chiếc xe nhập khẩu mà bán nhiều nhất của Mercedes-Benz à, bởi vì là với cái giá so với các đối thủ các bạn, so với đối thủ ha, là rẻ hơn đâu đó cả 1 tỷ đồng đó. Ngoài ra thì các trang thiết bị, tất cả mọi thứ, các option sự vận hành của chiếc xe thì nó sẽ không khác gì hết đó, coi như là nhiều anh chị khách hàng còn thích hơn bởi sự rộng rãi nó, rồi cũng như là cái kiểu dáng của nó nữa. Cho nên là việc mà khi mà chúng ta cầm một cái số tiền, cũng như là chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ, cũng như là khi mà các anh chị đến Mercedes-Benz hoặc là các đại lý của Mercedes-Benz hoặc là riêng ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, thì các anh chị có thể là tham khảo ở các bạn bán hàng đó, thì để lựa chọn cho mình một cái chiếc xe coi như là phù hợp về công việc, phù hợp về gia đình và một cái mức giá tối ưu với các trang thiết bị mà cả chiếc xe đó mang tới cho các anh chị ha. Ngoài những chiếc xe được bán với số lượng rất là nhiều bạn, thì bên cạnh đó thì bên Duy vẫn có những cái chiếc xe bán với số lượng rất là ít luôn. Thỉnh thoảng thì bên Duy mới bán được một xe đó, thì các bạn thấy chiếc xe màu đỏ bên đó ha, một chiếc xe rất là đẹp, rất là thể thao luôn, đó là cái chiếc xe GLA AMG, chiếc xe AMG GLA 45 Formatic ha. Một cái chiếc xe mà sử dụng một cái động cơ 2.0 có thể nói là mạnh mẽ nhất trên thế giới luôn của Mercedes-Benz, của AMG đó. Và với chiếc xe này thì các bạn biết rồi, những cái bạn trẻ, những cái bạn nào mà thích lái xe, các bạn rất là mê cái chiếc xe này đó. Nhưng mà với cái mức giá khi mà về Việt Nam, khi mà lăn bánh hết các bạn, thì nó khoảng tầm 3.9-3.8 đó, thì một cái mức giá coi như rất là cao. Và với mức giá này thì chúng ta có thể là có nhiều cái lựa chọn khác đó. Thật sự một chiếc xe này các bạn biết rồi, ở Việt Nam thì một chiếc xe thì chúng ta sẽ sử dụng cho nhiều người, cho cả gia đình của chúng ta đó. Nhiều khi cả nhà mới có một cái chiếc xe để đi chung thôi ha. Thì việc mà chúng ta sẽ cân nhắc chọn một cái chiếc xe để phù hợp sao cho cả gia đình của chúng ta đó, thì ví dụ dưới cái mức giá mà của chiếc xe này thì chúng ta có chiếc xe GLC 300 đó, thì đó là cái chiếc xe mà dành cho gia đình các bạn, một cái chiếc xe mà chúng ta có thể là đi được mọi cái điều kiện đường xá khác nhau, chẳng hạn như là đi trong thành phố nè, đi xa nè, đi du lịch nè, hoặc đi là cả nhà của chúng ta luôn đó. Nhưng mà với chiếc xe GLA 45 này, thực ra một cái chiếc xe mang tính chất cá nhân hơi là nhiều ha đó, chỉ phù hợp cho các bạn nào mà thích lái những chiếc xe đua, những chiếc xe thể thao trong đường phố ha đó. Bên cạnh đó thì bên Duy còn có một cái chiếc xe nữa là C43 AMG, một cái chiếc xe là có mức giá khoảng tầm 3 tỷ đồng. Thì với tầm giá đó thì cũng là một cái giá coi như là rất là tốt, và cũng như là một cái chiếc xe mà có thể nói là không có đối thủ tại thị trường Việt Nam luôn. Một cái chiếc xe AMG lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam luôn các bạn, một chiếc xe AMG ha, bộ AMG thực thụ luôn, được lắp ráp tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà cái chiếc xe này nó có cái giá tốt như vậy các bạn. Nhưng mà thật sự những cái chiếc xe này các bạn là những cái chiếc xe mà Mercedes-Benz, nhà sản xuất họ cũng biết được cái điều đó. Họ biết là bán với số lượng rất là ít, cho nên là cái việc mà sản xuất những cái chiếc xe này cũng như là nhập những cái chiếc xe này với số lượng cũng rất là ít thôi. Đó, để mà cho cái sản phẩm của chúng ta phong phú hơn, cũng như là đáp ứng được nhu cầu của nhiều các anh chị, đối tượng khách hàng khác nhau. Ok, thì để biết thêm chi tiết về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các anh chị thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.